Bây giờ thì mình đã vào được tới chùa Giác Lanh rồi. Mình đã đi tham quan dòng xem những cái hình ảnh ở như đây như thế nào. Đây là bãi giữ xe cũng làm rất là rộng, chứng tỏ là những cái ngày lễ đó nó sẽ đông đúc dữ lắm. Kia kia đang làm gì không biết. Ở dưới đây là cái khu ấy, kia có lối ra không ta? À, nó có cái ra đó, đi thẳng xuống đi. Rồi, ở đây nó có cái khu này như là khu mộ mà. Mình đi xem này, ghi lại những cái hình ảnh gì ha. Đây là mộ phần Tinh Diễn Hầu Ngư Nhân Tịnh. Tinh Viễn Hầu Ngư Nhân Tịnh. Tiểu sử thì ông Ngư Nhân Tịnh sinh năm Tân Tỵ 1961, mất năm Quý Dậu 1813 và được an táng tại làng Chí Hòa, Tổng Dương, Hòa Thượng, huyện Bình Phước, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, năm 1936. Hội đình Minh Hương Gia Thạnh di dời mộ phần của ông về làng Tân Hóa, Tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định, nay là đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, để tôn vinh một nhà thơ lớn của đất Gia Định xưa, bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo việc di dời và an trí mộ phần của ông tại khuôn viên chùa Giác Lâm, di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Công trình đã hoàn tất trong mùa thu năm Giáp Thân 2004. À, Tinh Diễn Hầu Ngô Nhân Tịnh, ông là một nhà thơ lớn của đất Gia Định xưa. Rồi, đây là những cái hình ảnh về một phần của ông di dời tới đây của chùa Giác Lâm, trong khuôn viên chùa Giác Lâm năm 2004 hoàn thành. Rồi, như vậy ha. Ở phía trước mộ của ông thì có một cái này kêu là cái gì ta? Cái chầu hả? Cái lư hương hả? Một cái lư hương rất là to, có thể để đất để trồng cây trong đó, và cái cây bồ đề đang được để trồng. Ở phía sau là cái tấm giống như là có hình chú nai. Bên kia là cành trúc, núi, mây. Đó là xưa rồi đó, cây bồ đề. Rồi, đây là cái điểm đầu tiên, một phần của ông khi bước chân vào chùa Giác Lâm. Trời ơi, ông bên đây có cái cây chuối gì mà to dữ vậy nè. Đó, nguyên một cái khóm chuối, chuối xứ gì mà to dữ vậy. Cao to nữa, không biết chuối này là chuối gì đâu mà nó có chút, nó nhỏ xíu à, mà sao nó cái quầy chuối ông có thấy trái không? Cái chuối không biết thấy trái không mà nhỏ xíu á. Rồi ta hành bằng tiếp. Cây rất là nhiều, gốc cây rất là nhiều. Bên kia nó có cái gì đó ở mấy bên kia mà
cái tòa tháp mấy tầng á mà phải đi ngược trở lên hả ta, không có đường băng qua để đi lên trên đó lại, để đi xa lên trên đó lại. Không có đường đi qua, tích chịch hết à, mình phải đi từ đầu hướng trên chỗ giữ xe, tại làm như vậy để giữ xe đó, chứ tại nó nhiều quá, nó lùn tung quá. Đó, trên đó ở dưới kia nữa, bây giờ mình đi lên hay là mình đi xuống? Mình đi lên đi, mình đi lên đi để cho nó đầy đủ hơn ha. Mình sẽ băng qua cái khu tháp cao nhất, khu tháp cao nhất á, mình xem. Khi mà vào ở đây kia có chiếc xe của chùa Hoằng Pháp à. Có tấm biển của chùa Giác Lâm đó. Ở ngoài trước á, phải là mình đi cái cổng bên kia, đây là cái cổng chính nè. Bên đây là có hình của Mẹ Nam Hải nè, Quan Âm Nam Hải nè, cưỡi rồng. Mười hai đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mười hai nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát có rất là nhiều. Bây giờ mỗi một nguyện như vậy là một lại, 12 nguyện vậy là 12 lại. Trời mưa cho nên là cái chuông đốt nhang này nó cũng bị nước rất đầy luôn. Mỗi một cái nơi vậy nó sẽ có thùng tam bảo, cúng dường tam bảo. Hai bên thì có hai cây mát mẻ. Rồi, chúng ta thấy những hình ảnh như vậy đi. Mình qua cái khu của tháp đó, tháp cao đó, cái tháp đó nó giống như cái Nam Bất Tự vậy đó. Ở trên đường gì khúc Lê Hồng Phong á.